Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán xe của mình. Mình tên Quân, hiện đang làm việc tại Kia quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết một cái mẫu xe Kia Morning phiên bản số sàn bản tiêu chuẩn. Với giá là 299 triệu đồng nha mọi người. Thì đối với cái giá này thì nó rẻ nhất phân khúc rồi, thì nó đang cạnh tranh với i10. Phiên bản này là phiên bản số sàn tiêu chuẩn thôi. Cho nên xe đã tối giản các cái option để cho mình cái giá mình rất hợp lý cho anh em mình chạy rác hoặc là kinh doanh dịch vụ, mau thu hồi lại vốn. Thì nếu mà quý vị và các bạn cần tư vấn và tìm hiểu về mẫu xe này thì cứ gọi cho mình qua số điện thoại 0987 952 436 hoặc là kết bạn Zalo với mình để trao đổi chi tiết về hình ảnh hoặc là giá cả của xe nó dễ hơn. Thì bây giờ mình sẽ quay xung quanh giới thiệu xe cho mọi người xem nha. Thì đối với mẫu xe Kia Morning này, thiết kế đầu xe thì nhìn cũng rất là đơn giản, với ngôn ngữ thiết kế là cái mũi hổ ở đây. Ở đây thì ngay chỗ phần này thì được mạ chrome, nhìn sáng bóng, nhìn xe nó đẹp hơn. Thì xe này sử dụng là bóng halogen bình thường thôi, tại vì đây là một mẫu xe giá phù hợp, mẫu xe giá nó thấp nhất phân khúc rồi. Ở đây vẫn có đèn cản nha mọi người. Thì đối với mẫu xe này sử dụng là cái mâm 14 inch, sử dụng mâm thép thôi. Ở đây sẽ có một cái miếng chụp nhựa, nhìn chiếc xe của mình nó thời sang hơn xíu, đỡ hơn mâm đen. Ở đây gương chiếu hậu thì không có tích hợp đèn báo rẽ nha mọi người. Tay nắm cửa thì cùng màu với màu của xe luôn, thì không có được mạ chrome. Với xe này thì có khoảng sáng gầm xe là 152 mm. Thì đối với xe này thì xe đã được bọc simili rồi, mọi người chỉ việc mua về và chạy thôi. Còn phía sau rồi ấn vào đèn halogen. Nói chung cái xe này thì nó rất là đơn giản. Đây, ghế xe đã được bọc simili cho mọi người sạch sẽ, đỡ hơn ghế nãy nha. Ở đây thì cái ghế này mình có thể bật xuống được 64 thôi. Đây thì tiêu hao nhiên liệu của xe là nó nằm tại đây. Đường kết hợp là 5 lít, trong đô thị là 6 lít, 7, ngoài đô thị là 4 lít. Thì đối với dòng xe này thì rất là dễ lái, nhìn nó ngắn, nó không có dài bằng các dòng xe kia, nên mình len lỏi vào các hẻm rất là dễ. Ở đây thì gương cặp tay nha mọi người. Ở đây thì gương mình chỉnh điện ra đây, kính điện luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong xe quay cái khoang nội thất trong xe cho mọi người xem. Rồi phần bên trong xe, tại lái này là lái nhựa thôi, nó không có được bọc da như các phiên bản khác, tại vì nó đã tối giản cho mình một cái giá rất là rẻ, 299 triệu đồng. Đây cái công tắc đèn pha, đèn cản từ đây. Trong đây thì mình sẽ được một cái đầu CD, hệ thống điều hòa bằng nút vặn. Sổ ở đây thì mình có chỗ mình để nước, mình nếu mà mình cần xài mình để nước ngay chống đổ, mình nhấn lúc này sẽ ra đây thôi, không sợ nước nó dằn sóc, nó đổ ra nó ngã ra ngoài.
Đây sim ly của ghế đây mọi người. Sim ly này thì màu xám nha. Thì xe chỉ có vậy thôi. Nhìn nó rất đơn giản. Anh em mình mua về chạy dịch vụ, chạy Grab thì mau thu hồi lại vốn thôi. Hiện nay thì cái khuyến mãi của dòng xe này thì chỉ có hỗ trợ mình là miễn phí 3 lần bảo dưỡng thôi. Thì nếu mà mọi người cần chi tiết hơn thì cứ alo mình hoặc là kết nó kết bạn qua số Zalo mình để trên phần tiêu đề. Còn đối với 3 phiên bản còn lại thì mình để trên phần mở rộng nha. Mọi người vô phần mở rộng xem giá của 3 phiên bản còn lại. Thì sau này nếu mà có dịp quay mấy xe đó thì mình sẽ quay cho mọi người xem các mẫu xe còn lại. Đây thì mình chỉ quay cái mẫu xe thấp nhất thôi, phiên bản số sàn, bản tiêu chuẩn. Rồi mình sẽ quay cái hàng ghế sau cho mọi người xem nha. Rồi đối với phiên bản Kia Morning này thì nó sẽ không có nhiều cái công nghệ cho nên mình chỉ giới thiệu như vậy là xong rồi. Thì anh em nào cần mua xe hoặc tư vấn mua xe thì cứ alo mình qua số điện thoại mình đã ghi lên tiêu đề rồi đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người cho mình xin một like và một lượt chia sẻ nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình.